Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một kỹ thuật khác nữa cũng rất là hay sử dụng, đó là tuning harmonic. Kỹ thuật này người ta gọi là tiếng ngữ hí hay là chuông reo gì đó, rất là nhiều tên gọi. Đó là khi mà mình đánh bình thường nè. Còn khi mà mình tuning harmonic lên, harmonic cho nó quét lên. Đánh bình thường, harmonic, đánh bình thường, harmonic, đó nó khuấy lên rất là nhiều quãng. Là một cái nốt đó mà khi mà mình sử dụng kỹ thuật này mình chích nó thì nó sẽ khuấy lên. Mình sử dụng rất là nhiều ở trong nhạc rock metal, rồi mình qué lên tạo sắc thái cho câu hay là solo khi mà cần cái độ dữ dội hay là cái sự réo rắt của nó thì mình sử dụng. Kỹ thuật này thì dựa trên nguyên lý là khi mà mình đánh vào cái nốt nào đó để nó qué lên thì mình như thế này. Nguyên lý của cái kỹ thuật này á, khi mà mình đánh á thì khi mà pick mình đánh bình thường thế này nè. Còn cái kỹ thuật này thì mình sẽ hơi chết nhẹ cái mũi pick xuống, hơi chéo nhẹ xuống như thế này. Đồng thời khi mình đánh như vậy thì cái đầu, cái phần thịt của cái ngón tay cái á, nó sẽ đụng theo luôn. Đó, nó sẽ đụng nhẹ vô thế này. Đánh pick xuống thì nó sẽ đụng thế này. Nó sẽ tạo thành cái tiếng harmonic. Ví dụ như thế này. Đánh bình thường. Khi mà mình chéo xuống như nè, thì khi mình đánh vào thì nó sẽ đụng luôn cái phần này. Đó. Đó, đánh thường harmonic hơi chéo nhẹ xuống. Đánh thường chết nhẹ thôi, đánh nhẹ xuống. Nó đụng hai thứ đụng cùng lúc mà đúng vị trí của dây thì nó sẽ tự kêu. Rồi, đó là nguyên lý, chắc là ai cũng biết nguyên lý rồi, nhưng mà để cái tiếng harmonic nó mạnh hơn, nghe nó dữ dằn hơn thì mình cũng có một số tip như thế này. Khi mà mình đánh cái kỹ thuật này thì mình sẽ sử dụng cái pickup brick, gạt xuống này, đánh cái pickup dưới đây thì nó sẽ dễ rú cái tiếng này lên. Rồi, còn về tiếng á thì mình nên đánh cái tiếng có gain, nhiều gain một tí, như là distortion rồi đó. Còn tiếng clean thì đánh vẫn ra thôi nhưng mà nó lép lắm. Thường thường thì mình đánh nhạc rock hay là cái gì đó thì mình sẽ dùng distortion. Cái tiếng này đó, khi mà mình đánh như vậy thì nó sẽ kèm với pickup này thì nó sẽ qué lên, nghe nó dữ dằn hơn, nó dễ ra hơn. Đó là một phần. Rồi, còn về phần tay trái, khi mà mình muốn cái câu nó dữ hơn thì mình đánh ra được rồi thì mình hãy sử dụng thêm vibrato kèm theo, mình che chắn cho dây. Ví dụ như mình đánh bình thường vậy, vẫn là harmonic nhưng mà nó chưa dữ lắm. Khi mà mình vibrato vô thì nó dữ, nó rung dây á. Sắc thái là do cái tay trái mình quyết định, còn tay phải mình cứ tập. Để tập kỹ thuật này thì mình cứ tập giống như vậy, cái nguyên lý nó như vậy. Mình phải tìm đúng cái vị trí, tại vì không phải cái vị trí nào nó cũng kêu. Khi mà mình đánh không đúng vị trí á thì nó sẽ bị tắt, nó mất tiếng luôn. Ví dụ như mình đánh, mình tập dây ba đi, dây ba thì nó dễ lên, ngăn nào cũng được. Đó, đánh bình thường nè, harmonic nè, có rất là nhiều chỗ để ra harmonic. Ví dụ như đây, đó, một tiếng nè, đó mình đang chích xuống đó. Nó rất là nhiều chỗ, nhưng mà có nhiều chỗ nó không ra nè, đó, đang đánh là nó mất tiếng. Nên mình phải tập kỹ, mình phải nhớ vị trí trên cái đàn mình tập nhiều nó sẽ thành thói quen. Đó, kèm theo là mình phải che dây, mình dùng ngón trỏ mình che chắn bên này tùy dây, cũng như trên thì che kiểu khác, như dưới che kiểu khác. Và khi mình đánh harmonic, cái tay phải mình đánh quen vị trí rồi, mình sẽ chích xuống mạnh thì nó sẽ ra cái tiếng lực, không có bị lép luôn.
cùng một dây thôi, một ngăn thôi, nhưng mà nó rất là ra, mình muốn nó ra cái quãng nào thì mình hãy đánh cái vị trí, mình tự tìm những cái đàn. Ví dụ có rất là nhiều vị trí, mình cứ tập kỹ thuật này, mình cứ gặp cái cấp xuống, mình ngồi mình cứ đánh một giây thôi, bấm một nốt thôi, cứ ngồi đánh đánh thường, xong rồi harmonic bất chợt. Khi mà mình đánh nó quen vị trí rồi, nó kêu to rồi, thì mình áp dụng thêm, mình bend hay mình làm gì đó, mình tạo sắc thái cho câu. Hung dữ hơn là do mình thôi. Thì khi mà mình đánh quen cái chỗ đó rồi thì mình đánh chỗ nào nó cũng ra kêu hết. Rồi kèm tay trái mình che chắn dây, xong rồi mình rung dây nghe nó dữ tợn hơn. Đó. Ok. Chúc các bạn thành công.